Xin chào các em Chúng ta sang bài mã số ID là 009 Bài này làm trong khóa tổng ôn theo đề minh họa năm 2020 Mà bộ ra để cho các em sinh năm 2002 các em chiến đấu đó Cụ thể ở đây là Thầy minh họa cho câu số 30 Trong đề thi minh họa đó Đây là câu 30 các em nhìn cái tiêu đề này Câu 30 này liên quan đến chất béo Của lớp 12 Câu và chất béo này là chất béo mà các em phải thi được điểm Nhìn rất nhiều chữ Nếu các em muốn đạt đến điểm 8 thì các em phải đánh bay câu này Và muốn đánh bay được nó thì các em phải rèn luyện tương đối nhiều Chứ không phải chúng ta có thể là ăn được ngay Cái dạng chất béo nó không có gì mới Nó rất quen thuộc Nhưng để xử lý nó nhanh thì không phải bạn nào cũng làm được Vậy chúng ta phải rèn luyện để tạo ra kỹ năng Riêng bài tập các em phải tự làm nhiều thì ta tạo ra kỹ năng được Còn thầy chỉ định hướng các bạn thôi đó, thầy có khi bấm vào không nhanh được bạn ạ bấm máy tính ấy, vòng thi à, do đó là các em phải rèn luyện rất là nhiều đầu tiên dấu hiệu thứ nhất là đề thi này nói về chất béo mà không nói gì đến no hay đói cả đó vì thế là thầy quy đổi nó luôn thành c h 2 và oxy luôn oo thầy để oo để nó trùng với coo đó để tính số mol cho nó dễ kết quả thầy có số mol của c tính theo co 2 0.51 Somon Hero tính theo nước là 0.45 Thế còn lại Oxy thầy dùng bảo toàn khối lượng Tổng của nó là 7.98 Thầy tìm ra được là 0.03 mol 0.03 mol thì suy ra chất béo E này của thầy là bằng 0.01 mol Bởi vì có 3 nhóm COO đó. Và tìm được thứ hai nữa là gì? Tổng số C trong ET của thầy sẽ bằng 51C. lấy 0.51 chia cho 0.01. Từ đó thì tìm ra được số mol, số C của X và số C của Y, tức là số C của hai axit này. Người ta cho các em cái từ khóa này rất quan trọng để các em mở được bài toán. Đó là gì? X và Y có cùng số C. Khi cùng số C rồi thì các em chú ý hộ thầy, đây thầy lấy ví dụ đây. R1 R2 đây, thầy có là er của thầy đây là có thể là er 2 nữa đi. Bởi vì đây COO, COO và COO lo lối với lại. Đây là C3H5. Đó. Thì thầy tìm ra được số C trong cái này. Trong cái axit này của thầy. Đó, số C này. Đó. Thì số C này của thầy sẽ bằng 51 tổng trừ đi 3C của C3 H5. Chia cho 3 là bởi vì 3 thằng này của thầy có số C bằng nhau. Vậy kết quả axit của thầy là axit có 16C. Đó, tổng là 16C. Axit vấn đề đặt ra là 16C này thầy chưa biết là no hay đói thôi. Vì thế thầy phải tìm ra số pi của nó để thầy biện luận. Thế để tìm số pi của nó thầy làm như nào? Thầy dùng quan hệ mol lấy CO2 trừ nước bằng pi trừ 1 nhân với số mol của chất béo từ đó thầy tìm ra pi của thầy trong chất béo là bằng 7 pi đó bằng 7 pi tổng số pi trong chất béo bằng 7 pi 7 pi của thầy thì thầy trừ đi 3 pi ở trước như vậy tổng trong này của thầy sẽ còn lại là 4 pi 4 pi trong gốc hoặc các em không cần trừ nữa các em tính luôn cả cái pi cả củ này của thầy cũng được tổng số pi ở trong cả cái củ này của thầy bằng 7 cũng được không vấn đề gì cả các để nguyên 7 cũng được như vậy tổng số pi bằng 7 thì kết luận chúng ta phải có như thế nào? À bây giờ vấn đề đặt ra là các em xem là cái nào có hai gốc, x có hai gốc hay là y có hai gốc thì các em để ý thầy này là mx nhỏ hơn mi và số mol bon của y nhỏ hơn số mol bon của x. Số mol bon y mà nhỏ hơn số mol bon của x thì tức là có hai gốc x, tức là x của thầy đây chính là R2. Hai gốc x và một gốc y, y của thầy chính là gốc R1. Thì số mol bon của y với nhỏ hơn số mol bon của x. Đó, Do đó là phải đảm bảo có hai góc x hai góc x của thầy Thì ở đây thầy có là xem là bao nhiêu pi cho cho đủ là 4 này Ở đây thầy có hai góc x thì mỗi góc của thầy sẽ là 2 pi đi Thì hai góc là 4 pi Thằng này no Như vậy một thằng no và hai thằng đói Kết quả là thầy có là x của thầy là thằng đói có một lối có hai lối đôi hai lối đôi hai lối đôi hai lối đôi tức là sẽ có là hai pi trong gốc cộng với 1 pi trong chức tổng là 3 pi, đây 3 pi. Vậy thầy lắp vào công thức có 3 pi, đây là công thức của XC. Y của thầy là no, tức là gốc của thầy không có pi nào cả. Vậy suy ra là trong chức axit của nó có 1 pi. Như vậy kết quả là có 1 pi trong tổng. 1 pi tổng trong phân tử axit đó thì suy ra thầy lắp vào đó là C16H32. thì còn có 3 pi thì C16H28, các em trừ dần đi. Cứ mỗi 1 pi thì mất 2 H đi. Đó. Vậy kết quả thì tìm ra x của thầy là 252 và y của thầy là 254. Vậy gần nhất của thầy phải là 253. Đáp án D. X gần nhất của thầy phải là 253. Đó. Cái từ khóa để xử lý được bài toán này đó chính là mx nhỏ hơn mi và số mol bon của y nhỏ số mol bon của x. Và quan trọng nhất nữa là cùng số C. Đó. Hy vọng các em sẽ tham khảo được cái bài toán này và nó có giá trị để các em xử lý trong đề thi